Những ngư dân các làng chài biển Đà Nẵng này đang di dời thuyền thúng lên bờ để ứng phó bão số 9, hay còn gọi là bão Molave, vào sáng 27 tháng 10 năm 2020, sau chuyến biển gần bờ cuối cùng. Vịnh Đà Nẵng tuy kín gió nhưng những đợt bão lớn bị ảnh hưởng trực tiếp vẫn bị tàn phá nặng nề. Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, chủ yếu đợt này các phương tiện cần cứu kéo, hỗ trợ là thuyền thúng, ghe nhỏ của ngư dân đánh bắt trong ngày. Đối với các tàu thuyền lớn, ngư dân đã chủ động chạy vào nơi trú tránh, đưa lên sửa chữa. Thành phố Đà Nẵng hiện có 1.236 tàu và 7.377 lao động đã neo đậu an toàn trong bờ và các khu trú tránh. Còn 6 tàu với 53 ngư dân đang còn trên biển. Tính đến 5 giờ sáng 27 tháng 10, các tàu này gồm 4 tàu với 36 người ở ven biển Đà Nẵng, Quảng Ngãi, 2 tàu với 17 người ở khu vực Nam biển Cà Mau, ngoài khu vực bị ảnh hưởng bởi bão số 9.